Chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ trình bày cho các bạn một cái chuyên đề là cái năm hiện hành á. Ở cái năm hiện hành. Được không quý vị? Ví dụ năm 2020 nè. Các bạn phát hiện ra hóa đơn đầu vào của năm 2019 chưa kê khai thuế giá trị gia tăng cũng như là chưa hạch toán vào sổ sách của năm 2019 luôn. Thì các bạn sẽ xử lý như thế nào? Các bạn hiểu ý tôi nói không? Ok, ở đây ví dụ thực tế nè. Ngày 1 tháng 3 năm 2018, kế toán phát hiện ra hóa đơn đầu vào của tháng 12 năm 2017 chưa hạch toán kế toán và chưa khai thuế giá trị gia tăng đầu vào trị giá 20 triệu và VAT là 2 triệu. Biết rằng hóa đơn này qua tháng 1 công ty mới trả tiền. Và tháng 1 công ty lại hạch toán kế toán vào chi phí năm 2018 và đã kê khai thuế vào tháng 1 năm 2018 rồi. Được chưa bạn? Bây giờ mình xử lý tình huống của cái câu hỏi này, được chưa? Tức là tháng 1 ngày 1 tháng 3 mình phát hiện ra hóa đơn đầu vào tháng 12 2017 chưa hạch toán kế toán và chưa khai thuế của năm 2017. Được không? Biết rằng hóa đơn này tháng 1 công ty mới trả tiền và tháng 1 công ty lại hạch toán vào chi phí 2018 và đã kê khai tháng 1 2018, tức là lấy hóa đơn của tháng 12 năm 2017 kê khai vào tháng 1 năm 2018 và hạch toán vào chi phí năm 2018. Thì ngày 1 tháng 3 2018 các bạn phát hiện ra trường hợp này, các bạn sẽ xử lý như thế nào? Thì bây giờ tôi trả lời cho các bạn đây, được chưa? Về kê khai thuế chị tăng á, về kê khai thuế chị tăng nha, là kế toán đã không kê khai vào tháng 12 mà kê khai vào tháng 1 thì vấn đề này là được. Bởi vì sao? Bởi vì hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào mà bị bỏ sót thì tại cái tháng phát hiện sẽ được lấy cái hóa đơn bỏ sót đó, đó kê khai tại tháng phát hiện mà không cần kê khai bổ sung. Được chưa bạn? Ok chưa? Như vậy là kế toán đã kê khai vào tháng 1 năm 2018 với tình huống này là được rồi, là đúng rồi, không sai. Rồi, vậy về kê khai thuế chị tăng là được chưa? Là kế toán đang làm đúng, không kê khai tháng 12 2017 mà kê khai vào tháng 1 là đúng chưa? Đúng rồi, bây giờ về hạch toán kế toán nè. Kế toán đã kê khai giá trị gia tăng vào tháng 1 năm 2018 và đang hạch toán kế toán cho năm 2018 như sau. Đây các bạn, đang hạch toán như sau là nợ chi phí nợ 133 và có 1121 là 22 triệu. Kế toán đang hạch toán vào tháng 1 năm 2018 đó. Nhưng mà là của hóa đơn tháng mấy? Tháng 10, 12. Vậy bây giờ tôi nhận định như sau nè các bạn. Nếu mà làm như vậy đó thì chi phí 20 triệu của năm 2017 đây nè, tại vì hóa đơn này của 2017 mà, sẽ được hạch toán kế toán chi phí cho năm 2018. Thuế sẽ không có chấp nhận chi phí hợp lý khi quyết toán thuế nhập doanh nghiệp năm 2018. Các bạn đồng ý tôi chỗ này không? Tại vì hóa đơn của 2017 mà các nó là chi phí của 2017 mà các bạn hạch toán vào chi phí năm 2018 thì 100% khi quyết toán thuế, thuế sẽ không có chấp nhận cái khoản 20 triệu này đâu. Được chưa? Vì nó là chi phí 2010, 17. Như vậy nếu mà các bạn làm theo cách này đó thì chắc chắn 100% khi quyết toán thuế nhập doanh nghiệp năm 2018 á thì 20 triệu này các bạn sẽ đưa vào chỉ tiêu B4, tức là chi phí không hợp lý. Vì nó là chi phí 2010, 17. Được chưa? Và nếu mà làm theo cách này á, thì điều gì sẽ xảy ra nữa? Có phải là nếu mà làm theo cách này là công ty sẽ bị thiệt hại một khoản chi phí không? Được không các bạn? Thiệt hại một khoản chi phí thì sẽ làm cho thuế thu nhập doanh nghiệp làm sao? Tăng lên 2 triệu, tăng lên 4 triệu, 20% của 20 triệu là 4 triệu, tức là doanh nghiệp bị thiệt hại 4 triệu. Và nếu mà làm theo cách này thì báo cáo tài chính năm 2017 17 sẽ không phản ánh trung thực và hợp lý vì nó thiếu một khoản chi phí 20 triệu, cũng như báo cáo tài chính năm 2018 cũng không trung thực luôn vì nó dư 20 triệu. Được chưa bạn? Và nếu mà các bạn chấp nhận làm theo cách này á thì không cần phải làm tờ khai bổ sung quyết toán thuế nhập doanh nghiệp năm 2017 nữa, cũng như không cần phải làm lại báo cáo tài chính năm 2017 nữa. Coi như là các bạn chấp nhận cái hóa đơn đó được hạch toán vào 2018, xem như không có vấn đề gì xảy ra của 2017, bởi vì các bạn đã chấp nhận nó là chi phí không hợp hợp lý rồi.
Được chưa bạn? Nhưng mà các bạn cứ tưởng tượng đi. Cái đây là tôi giả sử nó là có 20 triệu thôi đó. Giả sử nó là 1 tỷ thì sao? Các bạn có dám làm theo cái này không? Nếu mà 1 tỷ mà đưa vào chi phí năm 2018 thì điều đó có nghĩa là doanh nghiệp bị thiệt hại một khoản thuế nhập doanh nghiệp là nhiêu? Là 1 tỷ nhân cho 20% là 200 triệu. Tức là các bạn mà đưa vào chi phí năm 2018 là doanh nghiệp sẽ thiệt hại một khoản thuế thu nhập doanh nghiệp là 200 triệu. Được chưa bạn? Ok chưa? Như vậy em sao? Làm theo cách này có hợp lý không? Không. Anh chị mà làm theo cách này là không hợp lý. Anh chị mà làm theo cách này, tức là lấy hóa đơn năm 2017 mà hạch toán vào 2018, khi và chỉ khi cái hóa đơn đó giá trị quá nhỏ, không trọng yếu. Như thế nào là nhỏ? Như thế nào là nhỏ và không trọng yếu? Thì tùy thôi, tùy theo mỗi người thôi. Ví dụ như các bạn mà làm theo cách này thì doanh nghiệp bị thiệt hại một khoản chi phí, một cái khoản thuế nhập doanh nghiệp là 4 triệu. Vậy thuế có chấp, vậy là sếp có chấp nhận không? Sếp chấp nhận thì mình làm. Còn sếp không chấp nhận thì bắt buộc 100% anh chị phải điều chỉnh lại. Được chưa bạn? Vậy anh chị nốt lại đi. Khi mà hóa đơn bỏ sót của năm 2017 mà năm 2018 phát hiện ra, tức là năm 2017 chưa hạch toán, thì nếu hóa đơn đó mà có giá trị nhỏ thì chúng ta hạch toán hóa đơn nó vào năm 2018 luôn, vì thiệt hại một khoản thuế nhập doanh nghiệp nhỏ. Ăn thua sếp chấp nhận hay không? Còn nếu hóa đơn đây mà giá trị rất là lớn mà các bạn làm lấy cái hóa đơn 2017 mà hạch toán vào 2018 đó, điều này sẽ gây thiệt hại cho doanh nghiệp một khoản thuế thu nhập doanh nghiệp. Được không? Là tới làm sao, ví dụ như 1 tỷ thì sẽ thiệt hại là 200 triệu. Như vậy làm theo cái cách mà lấy hóa đơn của năm trước mà hạch toán vào cái năm hiện hành thì chỉ làm khi giá trị nó nhỏ thôi. Được chưa? Vậy bây giờ chúng ta làm đúng nè. Giải pháp làm đúng nè. Thì về hạch toán kế toán năm 2017 và 2018 như sau nè. Kế toán á, phải quay lại năm 2017, hạch toán sổ sách kế toán nhưng không hạch toán 133 vào năm 2017. Tức là lấy hóa đơn của tháng 12 năm 2017 đó đó. Hạch toán đúng vào năm 2017 luôn. Tức là tại ngày 1 tháng 3 năm 2018 nè, các bạn quay lại sổ sách năm 2017, hạch toán vào tháng 12, vào ngày 31 tháng 12 năm 2017 chúng ta hạch toán là nợ chi phí. Nợ chi phí đây là tùy theo thôi, 641 hay 642 gì đó là tùy. Được chưa bạn? Nợ chi phí là 20 triệu và có của 331 là 20 triệu. Rồi hiểu chỗ này không? Ok chưa? Ok. Và có thể hạch toán thêm chỗ này nữa là nợ gì? 1388 là 2 triệu. Có của 331 là 22 triệu. Chúng ta hạch toán như vậy là chuẩn hơn. Có nghĩa là VAT đầu vào chúng ta đã kê khai vào tháng 1 năm 2018 rồi, thì chúng ta làm ghi cái VAT chưa được khấu trừ nè, ghi vào 1388 để khi nào các bạn kê khai tháng 1 năm 2018 thì các bạn mới hạch toán 133. Lúc này thì sổ 133 và trên tờ khai thuế trị gia tăng đầu vào nó sẽ khớp nhau thì hay nhân. Nên khúc này chúng ta sẽ ghi là nợ 1388 là 2 triệu luôn. Nên có của 331 là nhiêu? Là 22 triệu. Rồi. Chỗ này được chưa? Sang năm 2018 tại tháng phát hiện thì hạch toán kế toán như sau. Hạch toán kế toán điều chỉnh giảm cái khoản chi phí này xuống. Vì năm 2018 các bạn hạch toán chi phí này nên bây giờ điều chỉnh giảm, bởi vì chúng ta đã quay ngược lại 2017, chúng ta điều chỉnh đã hạch toán chi phí đâu mà. Được chưa? Thì khúc này chúng ta sẽ ghi là nợ của gì? 331 20 triệu và nợ chi phí gì? Là 20 triệu. Được chưa các bạn? Hiểu ý tôi nói chỗ này chưa? Nợ 331 là 20 triệu và nợ chi phí là 20 triệu. Được chưa? Và khúc này chúng ta sẽ ghi một cái khoản gì nữa? Là nợ gì? 331 là 2 triệu. Và có gì? 1388 là mấy triệu? Là 2 triệu. Bởi vì sao?
Bởi vì sao chúng ta ghi nợ 331 là 2 triệu và có 1388 là 2 triệu? Bởi vì vào tháng 1 năm 2018 các bạn đã ghi là nợ có gì? Nợ chi phí là 20 triệu. Đúng không? Nợ chi phí là 20 triệu. Nợ gì nữa? Nợ 133 là 2 triệu. Và có cái gì? 331 là bao nhiêu? 22 triệu. Được chưa bạn? Nhưng mà làm sao? Các bạn đã hạch toán năm 2017 là 22 triệu của 331 chưa? Thì làm sao làm năm 2018 các bạn phải làm sao xóa cái 331 22 triệu này đi. Được chưa? Thì đây. Năm ngoái mình hạch toán làm sao thì năm nay mình hạch toán ngược lại thôi. Năm 2017 mình đã đưa vào chi phí. Được chưa bạn? Thì năm 2018 các bạn hạch toán ngược lại của cái nghiệp vụ này thôi. Xem như là 2018 không có cái nghiệp vụ chi phí đó nữa. Đó thì chúng ta hạch toán này. Được chưa bạn? Còn không bỏ chỗ này luôn đi nè. Đó. Đó, chúng ta hạch toán này nè. Nợ gì? Nợ gì các bạn? Nợ nè. Nợ 331 22 triệu. Nợ chi phí 20 triệu và có 138 là 2 triệu. Được chưa? Thì xem như làm sao năm 2018 nè. Chi phí 20 triệu và nợ chi phí 20 triệu xem như là bằng 0. Được không các bạn? Nợ 331 22 triệu thì có 331 bao nhiêu? 22 triệu cũng bằng 0. Xem như làm sao? Năm 2018 các bạn mới hạch toán 133 là 2 triệu thôi. Được chưa? Còn 1388 đây nè là 2 triệu bên có nè, nó sẽ làm sao? Căng với lại năm 2017 là nợ 1388 là 2 triệu. Đó, như vậy năm 2018 các bạn sẽ điều chỉnh như thế này. Được chưa các bạn? Rồi rõ chưa? Như vậy là về hạch toán kế toán là năm 2017 và 2018 là các bạn rõ chưa? Rõ rồi nha. Bây giờ về kê khai thuế trị gia tăng và quyết toán thuế nhập doanh nghiệp cũng như nộp lại báo cáo tài chính năm 2017 như sau nữa các bạn. Khai thuế giá trị gia tăng á, thì tại tháng phát hiện của năm 2018 á, là các bạn làm được rồi. Tức là về thuế trị gia tăng á, là hóa đơn của năm, hóa đơn tháng 12 năm 2017 đó, là các bạn không cái cần kê khai bổ sung tháng 12 2017 mà các bạn đã kê khai vào tháng 1 năm 2018 là được rồi. Như vậy mình làm theo cái cách đó thì giữa tháng 1 năm 2018 là cái sổ cái của tài khoản 133 với lại cái tờ khai thuế trị gia tăng á, là cái thuế trị tăng đầu vào á, là chỉ tiêu 23, 24, 25 á, nó đã khớp giữa 133 với lại trên cái tờ khai cái chỉ tiêu 24, 25 rồi. Vậy được chưa bạn? Rồi, như vậy là về thuế trị tăng là được rồi nha. Về thuế nhập doanh nghiệp nè, thì năm 2017 á, thì khi mà các bạn đã hạch toán cái chi phí đây nè, và năm 2017 nè, thì các bạn phải làm lại quyết toán thuế nhập doanh nghiệp năm 2017 và cái chi phí đó được tính vào chi phí hợp lý của năm 2017. Về quyết toán thuế nhập doanh nghiệp nè, thì năm 2017 được tính vào chi phí năm 2017 và chúng ta phải làm lại tờ khai thuế nhập doanh nghiệp năm 2017 và làm lại báo cáo tài chính 2017 và nộp lại cho cơ quan thuế. Được chưa bạn? Có nghĩa là năm 2017 các bạn là sau khi mà hạch toán vào tháng 12 2017 cái khoản chi phí là 20 triệu rồi đó, thì nó ảnh hưởng tới cái báo cáo tài chính nên bắt buộc các bạn phải làm lại báo cáo tài chính năm 2017 và làm lại tờ khai quyết toán thuế nhập doanh nghiệp năm 2017 luôn. Được chưa các bạn? Ok chưa? Tức là năm 2017 khi các bạn nộp tờ khai quyết toán thuế nhập doanh nghiệp á, là nó thiếu 20 triệu. Nên tại ngày 1 tháng 3 năm 2018 các bạn phải làm sao? Làm lại cái tờ khai này. Được chưa bạn? Làm lại cái tờ khai này. Nếu mà ví dụ như ngày 1 tháng 3 năm 2018 này nó vẫn còn trong cái thời hạn, nó vẫn còn trong cái thời hạn làm sao? Rồi, nếu mà tại ngày 1 tháng 3 năm 2018 mà các bạn phát hiện ra cái trường hợp mà cái hóa đơn tháng 12 năm 2017 là chưa hạch toán vào năm 2017 và các bạn phát hiện ra các bạn đã điều chỉnh rồi đó, thì mặc dù các bạn đã nộp tờ khai quyết toán thuế nhập doanh nghiệp năm 2017 rồi, nhưng do tờ khai quyết toán thuế nhập doanh nghiệp năm 2017 các bạn phát hiện ra ngày 1 tháng 3 thì nó vẫn còn trong thời hạn 90 ngày, tức là 30 tháng 3 năm 2018 mới hết thời hạn,
Thì cứ lúc đây các bạn làm cái tờ khai quyết toán thuế nhập doanh nghiệp đây nè, để các bạn bấm vô đây. Các bạn ghi lại đây là năm 2017, các bạn bấm vào tờ khai lần đầu luôn, vì nó vẫn còn gì? Trong thời hạn nộp tờ khai. Được chưa? Các bạn bấm vô đây. Và các bạn sửa lại thôi. Hiểu không? Làm tăng cái chi phí thêm 20 triệu thôi. Còn nếu mà ví dụ các bạn phát hiện ra quá 90 ngày á, tức là các bạn phát hiện ra từ ngày 1 tháng 4 năm 2018 á, thì 100% các bạn phải bấm vào tờ khai bổ sung. Rồi, vậy các bạn biết cái hai cái nút này chưa? Ok. Được rồi nha. Còn riêng cái báo cáo tài chính của mình á, mình sửa lại á. Mình sửa lại báo cáo tài chính năm 2017 á, thì mình cứ mình vô mình bấm lại thôi. Nó không có nút kê khai bổ sung gì hết, các bạn giống như là làm lại thôi. Được chưa? Đó, các bạn bấm vô từ báo cáo tài chính nè. Báo cáo tài chính này. Bấm đây năm 2017. Rồi, các bạn chọn như thế này thôi. Đó, các bạn chọn lên. Rồi các bạn làm sao? Đó, các bạn chọn lên nó như thế này. Thì các bạn chỉ gõ lại thôi. Làm xong bấm ghi và bấm nút kết xuất. Được chưa bạn? Các bạn phải gõ lại hết rồi các bạn bấm nút kết xuất ra XML và nộp tờ khai qua mạng. Được chưa? Ok nha. Rồi. Được chưa? Rồi vậy nha. Lưu ý nè, nếu năm trước 2015 chưa kê khai thuế và chưa hạch toán luôn, và năm hiện hành phát hiện ra, biết là năm hiện hành 2018 chưa kê khai và chưa hạch toán luôn, thì xử lý như thế nào? Biết rằng hóa đơn năm trước chưa trả tiền và năm sau mới trả tiền. Mình chỉ đưa ra một tình huống như vậy cho các bạn dễ hình dung. Còn thực tế rất nhiều tình huống. Các bạn có thể xem tình huống này để áp dụng các tình huống tiếp theo. Tức là làm sao? Tình huống này đưa ra năm 2000. Nếu năm trước là năm 2017 á, chưa kê khai thuế và chưa hạch toán luôn, và năm hiện hành phát hiện ra, biết rằng năm hiện hành cũng chưa kê khai và chưa hạch toán luôn. Như vậy với cái tình huống trên á, là năm hiện hành phát hiện ra nhưng mà lấy cái hóa đơn tháng 12 năm 2017 đã hạch toán vào năm 2018 và đã kê khai vào tháng 1 năm 2018. Đã kê khai vào tháng 3 năm 2018. Được chưa bạn? Ok chưa? Đã kê khai vào tháng 1 và tháng 3, xem lại coi. Tháng 1. Được chưa? Tức là cái tình huống này làm sao? Bây giờ tôi giả sử cái tình huống này làm sao nè. Tức là cái tình huống trên á, cái tình huống trên là vào ngày 1 tháng 3 năm 2018 các bạn phát hiện ra tờ hóa đơn tháng 12 năm 2017 chưa hạch toán 2017 và chưa kê khai thuế giá trị gia tăng năm 2017. Nhưng mà ngày 1 tháng 3 năm 2018 các bạn mới phát hiện ra cái điều đó. Nhưng mà các bạn xem lại tháng 1 năm 2018 á, thì các bạn thấy được cái hóa đơn vào tháng 12 năm 2017 á, đã hạch toán vào tháng 1 năm 2018 rồi và đã kê khai vào tháng 1 năm 2018 rồi. Thì cái tình huống nó xử lý như thế nào thì từ nãy giờ tôi hướng dẫn bên trên. Được chưa bạn? Còn cái tình huống này mà tôi đưa ra tiếp theo nè. Tức là năm 2017 chưa kê khai thuế luôn và chưa hạch toán luôn của cái tờ hóa đơn đó, được chưa? Và năm hiện hành phát hiện ra là năm 2018 á, là tại cái ngày phát hiện á, mình cũng chưa cái kê khai và chưa hạch toán cái tờ hóa đơn đó vào năm 2018 luôn. Thì các bạn xử lý tình huống này như thế nào? Có nghĩa là một tình huống tôi đưa ra thêm. Được chưa bạn? Vậy bây giờ tôi sẽ giải cái tình huống này nè. Nếu giá trị hóa đơn nhỏ, như thế nào là nhỏ? Thì nãy tôi đã nói với bạn rồi đó. Làm sao các bạn? Giá trị nhỏ là ví dụ như là mình mà không hạch toán vào năm 2017, được không? Thì mình chấp nhận mình hạch toán cái hóa đơn nó vào năm 2018 luôn. Và các bạn đóng thuế rất là ít của cái hóa đơn đó. Ví dụ hóa đơn có 200-300 ngàn, được không? Như vậy khi mà các bạn hạch toán vào 2018 là các bạn đã chấp nhận nó là chi phí không hợp lý của 2018 rồi. Thì lấy cái khoản chi phí không hợp lý đó nhân 20% thì nó ra cái thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Thì các bạn hỏi cái coi sếp có đồng ý hay không? Có nghĩa là mình muốn không muốn sửa lại báo cáo tài chính và quyết toán thuế năm 2017 vì nó mất thời gian, vì nó không cái trọng yếu, mà khi điều chỉnh thì nó mất rất là nhiều thời gian, nó rối nữa. Nên mình quyết định mình hạch toán lấy cái hóa đơn vào tháng 12 năm 2017, mình hạch toán trực tiếp vào năm 2018 luôn vì nó không trọng yếu. Vậy làm theo cách này khi giá trị hóa đơn nhỏ. Được không các bạn? Ok chưa? Thì cái lúc này nè,
là hạch toán năm phát hiện và kê khai thuế trị gia tăng của năm phát hiện luôn, tại tháng phát hiện. Và kê khai quyết toán thuế nhập doanh nghiệp thì cuối năm chi phí này đưa vào chỉ tiêu B4. Được chưa bạn? Chi phí không được trừ khi quyết toán thuế nhập doanh nghiệp, bởi vì đây là làm sao? Bởi vì đây là chi phí của năm 2017 mà, sao mà đưa vào 2018 được. Rồi, như vậy là trường hợp thứ nhất là nếu cái hóa đơn này có giá trị nhỏ. Còn bây giờ mình đặt cái trường hợp nếu hóa đơn này á là giá trị lớn 1 tỷ mà các bạn làm theo cái cách một này thì tôi đảm bảo các bạn sếp 100% sếp ấy không đồng ý. 1 tỷ đi mà các bạn hạch toán vào năm 2018 thuế loại ra 1 tỷ nhân 20% là công ty thiệt hại 200 triệu lận. Làm sao mà hạch toán theo cách một được? Làm sao mà hạch toán theo trường hợp một nữa? Như vậy trường hợp 2 thì các bạn làm sao? Làm như sau. Là các bạn quay lại năm 2017, hạch toán sổ sách vào năm 2017 các bạn. Hạch toán như sau nè. Nợ chi phí, nợ 1388 có 331. Được chưa bạn? Tôi giả sử là 10 triệu thôi. Giả sử với cái hóa đơn của năm 2017 là 10 triệu và VAT là 1 triệu tổng nè. Rồi vậy được chưa? Ok, tôi giả sử là giá trị lớn trong trường hợp đây là 10 triệu thôi và VAT là 1 triệu. Rồi rõ chưa các bạn? Sang năm 2018 tại tháng phát hiện thì hạch toán như sau. Các bạn kết chuyển 1388 sang 133, hạch toán như thế này. Rồi được chưa các bạn? Cái đây là 2017 nè. Và 2018 mình chỉ hạch toán đúng một nghiệp vụ này thôi. Và đồng thời làm sao? Cái lúc đó năm 2018 nếu mà trả tiền vào thời gian nào á, thì các bạn sẽ ghi là nợ của 331 và có của tiền. Được chưa các bạn? 11 triệu. Rồi các bạn rõ chưa? Như vậy là về hạch toán của năm 2017 và 2018 là được chưa? Được rồi. Bây giờ về kê khai thuế giá trị gia tăng và quyết toán thuế nhập doanh nghiệp cũng như nộp lại báo cáo chính năm 2017 nè. Thì làm sao các bạn? Chúng ta kê khai thuế trị tăng tại tháng phát hiện của năm 2018 mà không cần phải làm sao? Làm tờ khai bổ sung của năm 2017. Mặc dù năm 2017 chưa cái kê khai thuế. Ok chưa? Vì hóa đơn đầu vào bị bỏ sót thì phát hiện tại tháng nào thì kê khai tại cái tháng phát hiện luôn mà không quay lại cái tháng mà bỏ sót hóa đơn. Còn đối với lại hóa đơn đầu ra thì nó khác à. Các bạn bỏ sót hóa đơn tại tháng nào thì phải tại tháng phát hiện phải quay ngược lại cái tháng bỏ sót để làm tờ khai bổ sung. Các bạn nhớ chỗ này nè. Hóa đơn đầu vào bị bỏ sót thì làm sao? Kê khai tại tháng phát hiện mà không quay lại tháng bỏ sót để làm tờ khai bổ sung. Nhưng hóa đơn đầu ra thì tại tháng phát hiện làm sao? Quay lại cái tháng mà bỏ sót hóa đơn đầu ra làm tờ khai bổ sung. Rồi. Về quyết toán thuế nhập doanh nghiệp á, thì năm 2017 á, chúng ta được tính vào chi phí của năm 2017. Và như vậy thì lúc này chúng ta phải làm lại, làm tờ khai bổ sung thuế nhập doanh nghiệp và làm lại báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế. Được chưa bạn? Nếu mà làm sao? Tại cái tháng phát hiện ra của năm 2018 á, mà nó đã quá thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế nhập doanh nghiệp rồi. Thì khi làm tờ khai bổ sung chúng ta phải bấm vào nút gì? Khi làm tờ khai bổ sung thuế nhập doanh nghiệp thì chúng ta phải bấm vào nút gì? Nút tờ khai bổ sung. Còn nếu mà chúng ta tại năm 2018 là trong quý 1 năm 2018 á, chúng ta phát hiện ra cái trường hợp trên. Cái trường hợp mà bỏ sót hóa đơn của năm 2017 á, mà nó vẫn còn trong quý 1 của năm 2018 thì khi làm tờ khai quyết toán thuế nhập doanh nghiệp chúng ta bấm vào tờ khai lần đầu. Cho dù trước đó chúng ta đã nộp tờ khai quyết toán thuế nhập doanh nghiệp rồi. Bởi vì chúng ta có thời hạn 90 ngày của quý 1 năm 2018 là cái thời hạn vẫn còn trong cái thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế nhập doanh nghiệp. Nên trong trường hợp mà phát hiện trong quý 1 năm 2018 thì chúng ta bấm vào tờ khai lần đầu. Còn từ ngày 1 tháng 4 năm 2018 mà phát hiện ra thì lúc đó mới bấm vào tờ khai bổ sung. Rồi được chưa bạn? Được nha, tiếp nè. Ok. Rồi, như vậy thôi các bạn, dễ đâu quá dễ rồi. Được chưa? Các bạn thấy video này hay, hãy chia sẻ về tường cho nhiều bạn cùng xem và động viên tinh thần tôi để tôi tiếp tục quay những cái video tiếp theo để chia sẻ những cái tình huống thực tế cho các bạn, giúp các bạn
có những cái trải nghiệm để làm kế toán tốt hơn. Chào các bạn.